rất là thơm. Ngoài tim gà ra thì các bạn có thể là làm cái lòng gà xào mướp thì nó cũng tương tự như vậy, rất là dễ. Nói chung một cái buổi trưa mình nấu ăn như thế này nó khoảng 15 phút, 15 đến 20 phút là xong. Chào các bạn, mình đang luộc rau dền để chuẩn bị nấu cho bữa cơm trưa nay. Thì trưa nay ngoài cái món rau dền luộc ra thì còn một món nữa, đó chính là tim gà xào mướp. Thì nguyên liệu ở đây thì mình có một trái mướp. Mướp thì các bạn sắc miếng xéo xéo ha. Tim gà thì mình đang ướp rồi, mình ướp với lại nước tương, muối, đường, bột ngọt và một xíu và một trái ớt. Ướp đây khoảng 10 phút cho nó ngấm. Hành lá, cái phần đầu hành thì mình chẻ, rồi cái phần lá thì mình cắt khúc. Và hai tép tỏi băm nhuyễn. Đầu tiên thì các bạn phi tỏi cho nó thơm lên. Sau khi tỏi đã thơm và vàng thì các bạn cho tim gà vào để chúng ta xào. Xào cho tim gà nó săn lại nha các bạn. Và xào tim gà thì các bạn xào khoảng 5 phút thôi là được, thì chúng ta sẽ cho hành lá vào. Tim gà sau khi đã xào được 5 phút rồi thì bây giờ mình sẽ cho hành lá vào. Tiếp theo là mình sẽ cho mướp vào luôn. Rồi bắt đầu chúng ta xào. Các bạn xào khoảng 5 phút nữa là được, là mướp nó chín rồi. Mướp nó rất là nhanh chín. Rất là thơm. Ngoài tim gà ra thì các bạn có thể là làm cái lòng gà xào mướp thì nó cũng tương tự như vậy. Rất là dễ. Nói chung một cái buổi trưa mình nấu ăn như thế này nó khoảng 15 phút, 15 đến 20 phút là xong. Rắc hành lá lên ha, cho thơm. Rồi, vậy là xong. Dọn nó dễ ăn thôi. Đó thì trưa nay mình có rau xào nè, có tim gà xào mướp, chấm với lại nước tương. Và cái nước luộc rau dền thì mình làm canh rồi. Đó, rau dền luộc chấm nước tương ha. Rồi cái tim gà xào mướp. Tim gà xào mướp này cũng chấm với nước tương luôn. Đó các bạn thấy không? Một bữa trưa nấu rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là ngon. Không có rau xanh, có đồ xào, chấm nước tương ăn cơm. Rồi mời các bạn cùng ăn cơm ha. Chúc các bạn có một bữa trưa thật là ngon miệng nha.